Đại bò tư chiến. Chiều hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm 2023. Bò trực tiếp xuống trại em gồm có B Pháp Kem. Mời cô chú anh chị gần xa dự tính nuôi bò đến trại xem tham khảo. Xem xét thấy cái mẫu bò em chuẩn chốt thì em có xe nhà giao tận nơi cho anh chị luôn ha. Bây giờ em trực tiếp xuống một xe bò. Không ai cầm máy đang để cái máy xuống cái ghế này. Tự xuống tự quay luôn. Không ai ở nhà ta. Chị thông cảm nha, lâu chào rồi em không có xuống một mình. Tự quay tự xuống luôn, chị thông cảm nha. Rồi làm của mình một luôn luôn. Được không? Thank you.
tại em giờ bò nè anh chị ha, bò bà khám chì nè ha, bò bi bông rồi ha, đó con này cũng khám chì luôn ha, bò bi kem nè anh chị, cứng bò nè anh chị thấy nó cứng bò hết á, đùi dai kẹp hè đó ha, bò bi bông ha, đó rất là đẹp luôn đó, con sumo mới xuống nè. Trời ơi con bò này thành con bò này nó hơn con bò em giao cho khách hồi trưa đó, con bò này hơn giao bò khách hồi trưa ha, bò xương bự hơn nữa, dàn xương bự hơn, dàn lưng dữ dội hơn nữa, trời ơi cái lưng này quá à, cái lưng đó đó tới cái con này nữa, trời ơi nè con bò này có 18,5 triệu anh chị, trời ơi thấp kem nè, xương cối lưng đít chẹp hè luôn ha, có 18,5 triệu à, trời ơi bò giá quá trời mình ơi, nè xương cối luôn ha, dàn mông dàn lưng rồi, trời ơi có 18,5 triệu rồi, muốn đủ thịt luôn rồi, cái giá thằng này muốn đủ thịt luôn đó. Còn con này cơ bắp, cơ bắp nha anh chị ha, cơ bắp ha đó, còn này thóc kem ha, có 18,5 triệu này, trời ơi con bò cái lưng sau nóng lạnh luôn đó, con này con bê kem nha anh chị đó, bò này không thua gì bò cơ bắp ha, bò này không thua gì bò cơ bắp anh chị, lưng nách chè phè, lưng xương tối luôn ha. Đó kế tiếp nữa đây con sóng bông, bò này bò sáo dàm, bò bê lở, kem ha, bò bê kem, bò bê đen, hai con này anh xứng với ghê luôn, trời ơi lưng nách chè phè đây anh chị ơi, giá tiền quá trời mềm luôn, cặp bò em mới về nè, quá trời mềm luôn, đó. Trời ơi, cặp bò này có giá là 42,5 triệu em giao tận nơi cho anh chị là 100 cây luôn ha, đó 42,5 triệu em giao tận nơi cho anh chị ha, trời ơi con bò này anh chị ơi, giá quá trời rẻ luôn, xương tối này giá quá mềm luôn. Đó, cặp bò này có 42,5 à, hai con này nó đen xì lì luôn, con này thì dậu dưới cái lườn nó có cái bông bông của mình nó đen xì lì xuyên tối luôn anh chị ơi, hai con bò này giá là 42,5 triệu ha, em ship tận nơi cho anh chị luôn ha. Rồi cuối video chiều nay chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý và làm ăn thành đạt trong công việc, xin cảm ơn. Trong trại em giờ có hai bò cơ bắp 5 đùi anh chị, đây con này nè, con này với con đứng phía ngoài ha, hai cái bắp cuộn cuộn luôn, nó có mình nó lên cuộn cuộn luôn ha.